Vâng, chào mừng các bạn đến với kênh Tư Nghề. Hôm nay mình được một cái nhãn hàng thiết bị điện khá nổi tiếng trên thị trường của chúng ta, đặc biệt là về thiết bị điện công nghiệp là Hanyoung, đã gửi cái sản phẩm một cái sản phẩm cho mình để mình review cho tất cả các anh em xem. Thì đây là một cái sản phẩm, một cái đồng hồ counter đếm, một cái có mã là LC4 gạch B41 NA. Thì có nguồn cấp của nó là từ 100 cho đến 240V và tần số nó là 50 đến 60 Hz. Thì cái sản phẩm này là một cái đồng hồ đếm sản phẩm thôi bạn, và nó cũng có rất nhiều cái chức năng đếm, có thể đếm từ 0 cho đến con số tối đa của đồng hồ này, và có thể từ con số tối đa mà đếm về 0, nó trả về 0, tức là có thể đếm tới và có thể đếm lui. Và nó có thể đối với cái đồng hồ này, cái mã đồng hồ này á, thì nó chỉ có đếm tối đa là 4 con số, và một cái mẫu mã khác nữa thì nó có tối đa là 6 con số. Đó, thì có thể con này đếm được 9.999 sản phẩm. Đó, thì là cái con này. Thì và tiếp theo đây là một cái con cảm biến tiềm cận. Con cảm biến tiềm cận này nó là một cái sensor thôi. Và nó sẽ đi theo cái bộ đếm này, mình sẽ không phải đi theo mà là tức là các bạn mua sensor nó phù hợp với cái counter, cái thiết bị đếm này thì nó sẽ hoạt động. Và đây là cái con sensor cảm biến về kim loại ha, thì nó là cảm biến tiềm cận. Bây giờ mình sẽ mở hộp ra và xem cái đồng hồ của chúng ta nó như thế nào. Và mình sáng nay mình cũng trao đổi thêm là mình sẽ chia sẻ cho của clip này, mình sẽ chia sẻ cho anh em cách dễ nhất khi mà mình muốn đếm một cái sản phẩm nào đó kim loại, thì mình không cần phải cài đặt gì hết, vào cách cơ bản nhất luôn, mình chứ không cần cài đặt gì hết, mình chỉ việc đấu nối vô đúng vị trí của cái đồng hồ thì nó sẽ cho kết quả chúng ta, và nó sẽ thiết bị kim loại nào đi qua thì nó sẽ đếm. Và không riêng gì thiết bị kim loại, nếu mà do ở đây á, thiết bị điện người ta gửi cho mình là cái con sensor cảm biến kim loại, thì cho nên mình mới đếm sản phẩm là kim loại. Còn nếu mà bạn mua những con sensor như cảm biến vật cản, những cái tức là những cái vật nào bất kỳ đi ngang nó sẽ cản cái tia hồng ngoại của nó, thì nó sẽ đếm là một sản phẩm cho đến khi nó không thấy thì bắt đầu là thôi. Đó, thì do cái con này là cái con sensor kim loại, chứ vật kim loại tiềm cận, thì mình sẽ là đếm bằng sản phẩm kim loại. Thì cái con này nó không có cán sensor, bằng sensor loại BNB cũng được, và sensor loại NBN cũng được, thấy không? Bên nào thì mình sẽ gạt cái công tắc về bên đó thôi. Nè, hiện tại cái con sensor này nó là BNB, thì mình sẽ gạt cái nút bên đây, nút màu trắng nè, về BNB. Còn nếu các bạn mua con sensor loại NBN á, thì các bạn gạt cái này về NBN thì nó đều sử dụng được, nó không kén cái không kén con sensor của loại nào ha. Thì đây là cái sơ đồ đấu nối của nó. Thì đây là cái chân 4, chân 5 là mình sẽ cấp nguồn 220 từ 100 đến 240V vào cho nó. Mình sẽ cấp nguồn vào. Và chân 9, chân 8 và chân 6 là mình sẽ đấu vào cái con sensor 3 sợi dây này. Con sensor có 3 sợi, nó sợi xanh, nâu và đen. Thì một chút mình sẽ hướng dẫn các bạn đấu 3 sợi này rồi đấu vào tiếp điểm nào. Thì cái con này nó có nhiều cái tính năng lắm bạn, nhiều tính năng đặc biệt, nhưng mà để nói về hết cái tính năng nó và cài đặt thì rất là dài, cho nên là mình hôm nay mình chia sẻ một cái cách mà đơn giản nhất là các bạn chỉ việc đấu điện vào và đấu con sensor này vào là ta có thể sử dụng ngay luôn, chứ không cần cài đặt gì hết. Còn nhiều cái chức năng chuyên sâu vô thêm nữa cho cái con đồng hồ đếm này nữa, thì những clip sát mình sẽ chia sẻ cho anh em, cho anh em được nắm thêm, nắm thêm ha. Rồi thì trước tiên bây giờ mình sẽ đấu vào cái chân chân nguồn, cấp nguồn nó 45 ha, sẽ đấu vào. Sẽ tháo cái đồng hồ cái nắp chặn này ra, sẽ cái cấp nguồn vào cho nó.
mình sẽ demo cho anh em xem. Thì trên thị trường dĩ nhiên là có rất nhiều cái thiết bị điếm mà khác, thì tùy theo cái mục đích và yêu cầu sử dụng và cái độ tin cậy cao thì các bạn sử dụng của các nhãn hàng khác nhau. Thì ở đây mình sẽ demo cho bạn của nhãn hàng Hanyong ha. Rồi thì ở đây nó có ba cái chân của cái con sensor này, thì blue là màu xanh, thì mình sẽ đấu vào chân số 8 của cái con thermal điếm này. Đó. Màu nâu nè, mình sẽ đấu vào brown này, mình sẽ đấu vào chân số 9. Xin lỗi các bạn, cái chân màu xanh đó là mình sẽ đấu vào chân số 9 là chân 0V nè, còn cái chân màu nâu này nè là mình sẽ đấu vào chân số 8 ha. Và cái chân màu đen là mình đấu vào chân số 6 đó. Màu xanh là số 9, màu 8 là màu xanh là số 9, số 8 là màu nâu và màu đen là số 6 ha. Là mình đấu vô gì là mình ghim điện vào là mình xài luôn, là nó có cái thiết bị kim loại nào chạy ngang cái sensor đó thì nó sẽ điếm là một, điếm hoài hoài cho đến khi con số bốn con số là maximum, nó là 9999 là maximum đó ha. Thì bạn muốn xong cái sản phẩm thì bạn reset thôi, nhấn nút reset thì nó sẽ tắt đó. Giờ mình sẽ để đây ha. Rồi đây giờ mình sẽ ghim điện vào cho các bạn xem ha. Đó, thì khi mà chúng ta ghim điện vào á, thì giờ mình không cần cài đặt gì hết. Giờ mình sẽ cho cái vật kim loại, giả sử như kim loại nó sẽ trên băng tải di chuyển á, nó sẽ chạy ngang ha, thì nó sẽ điếm ha. Cận nó một nè, đó, hai nè, đó. Nó điếm nó sáng đèn ha. Khi mà nó điếm nó sáng đèn là nó điếm ha. À, 3 4, mình thấy rất là nhạy các bạn, thấy không? Thì cái sản phẩm nào băng tải nào chạy ngang đây thì nó bắt đầu sẽ điếm ha. Đó. Vì do mình sẽ nhúng nhích cho nên là nó sẽ điếm xong nó ăn đó, thấy không? Nó chạy qua hết thì đầu nó chạy nữa, kim loại chạy nữa thì nó sẽ điếm nữa đó. Đó, nó sẽ điếm hoài liên tục vậy. Thì đó là một cách mà cơ bản nhất của cái con thermal điếm này, nó là cơ bản nhất. Còn những cái chi sâu nữa thì mình sẽ chia sẻ cho anh em trong những cái clip tiếp theo nữa ha. Thì đó như là những cái đơn giản thôi các bạn, thì mình từ từ mình học từ cơ bản nhất, đơn giản thôi. Mình chỉ đấu cấp nguồn và đấu con sensor vào thì nó sẽ hoạt động thôi ha. Đó. Ví dụ mình xem bao nhiêu sản phẩm lên xuống vậy đó, hoặc là như cái gì đó, nói chung là cũng nhiều ứng dụng lắm các bạn, rất nhiều ứng dụng, không? Rồi khi mà bạn muốn reset lại thì bạn bấm nhấn chữ RST nè, đó là nó sẽ reset lại. Rồi đầu là mình sẽ bắt đầu có thì mình sẽ điếm tiếp, do nó là cảm biến tiềm cận cho nên là thiết bị vào nó sẽ thiết bị nó sẽ gần với con sensor này thì nó mới điếm ha. Còn bạn cách xa quá gì nó không có điếm được các bạn, tại đó là tiềm cận. Còn nếu mà có cảm biến loại vật cản thì nó sẽ chạy qua một cái tia hồng ngoại thì nó sẽ cảm nhận được sức tín hiệu về cho con đồng hồ điếm này để nó điếm sản phẩm ha. Đó, nguyên lý vậy thôi. Rồi cảm ơn các anh em đã quan tâm theo dõi, thân ái chào tạm biệt, hẹn gặp lại tất cả các bạn ở clip sau.